Năm 2016, em nhập ngũ tại ST9, Củ Chi. Sau 3 tháng vật vã tân binh thì em đi học tiểu đội trưởng tại TQS QD4 nằm gần ngã tư 550, Bình Dương. Hồi em lên đấy học thì có một thằng bạn thân cùng địa phương nhập ngũ. Thằng này có cái tên khá độc và lạ. Em cũng chẳng hiểu sao ba mẹ nó lại đặt tên như vậy. Nguyên văn tên khai sinh của nó là Lê Thanh Thản. Sơ qua về thằng này một chút, nó trước đây là dạng dự bị, nhưng vì do có mấy thằng lên đơn vị kiểm tra máu thì dương tính với ma túy nên địa phương bách nó đi luôn. Nó khá gầy và chỉ có 47 cân mà cao 1m78 nên người nó y chang cái cây cột đèn đường vậy. Vì thể trạng kém nên nó không huấn luyện và công tác giống bọn em được, nên mấy ông chỉ huy bắt nó làm liên lạc, phụ trách đánh văn bản cho mấy ông ấy. Trong suốt 6 tháng học tại trường thì cũng bình thường, còn khoảng tầm 2 tuần bọn em đi hành quân diễn tập rồi tốt nghiệp, ai về đơn vị người ấy thì xảy ra chuyện. Em nhớ không nhầm thì lúc đó vào giữa tháng 12, miền Nam vào mùa Noel, trời bắt đầu lạnh mà doanh trại quân đội thì lại trồng nhiều cây, um tùm, đêm gió thổi rì rào. Ban đêm bọn em đi gác phải mang thêm áo dài tay, có những thằng phải lén cuốn chăn theo. Đêm đó có một thằng đang gác thì thấy một bóng đen đi từ trong đơn vị bước ra. Đầu tiên thằng này cứ tưởng ai đó dậy đi vệ sinh, bèn không chú ý nữa. Nhưng một lúc lâu sau không thấy nó quay lại, thanh niên gác mới thấy lạ, bèn nhìn sang nhà vệ sinh xem thử thì thấy cái bóng đen đó không đi vào nhà vệ sinh, mà nó cứ đi vòng quanh một cái cây, cứ đi vòng lại, không nhanh, không chậm. Thanh niên gác mới thấy lạ, lại gần soi đèn pin xem thử thì thấy đó là thằng Thản. Mắt nó nhắm, tay ôm chăn gối, cứ đi lòng vòng. Thanh niên này mới đập vai nó, hô: "Ê, Thản, Thản." Lúc này thằng Thản mới giật mình để tỉnh dậy. Thằng gác hỏi nó làm gì mà đêm không ngủ, ôm chăn ôm chiếu ra đây thế. Thằng Thản bảo chẳng biết gì cả. Hôm sau thì thằng gác kể lại cho anh em nghe. Anh em nghĩ chắc nó bị mộng du thôi, xong thì cũng chẳng ai quan tâm lắm. Ai dè, tầm 3 hôm sau, thằng Thản lại bị như vậy. Nó cứ ôm chăn gối đi lòng vòng đơn vị. Thế là anh em gác báo cáo trung đội trưởng. Ông ấy nói thôi anh em chịu khó, đêm đó ai gác thì chú ý thằng Thản xem nó có nằm ở giường không. Tại vì đơn vị em nằm gần bờ hào, cách nhà dân một con kênh thoát nước, tên nó là kênh Ba Bò. Kênh này làm bằng bê tông, sâu tầm 7-8 mét. Ông trung đội trưởng sợ nó mộng du rồi đi lạc ra kênh, rơi xuống đấy thì chết cũng không tản. Thế là đêm nào gác, anh em cũng phải ngó giường thằng Thản. Thằng Thản bị mộng du mới tần suất càng ngày càng nhiều. Đầu tiên chỉ 3-4 hôm nó mới đi một lần, dần dần, cách 1-2 hôm đi, rồi đến hôm nào nó cũng bị. Mà nó đi toàn lúc giờ linh, cứ 12 giờ đêm đến tầm 4 giờ sáng. Nếu mà chuyện đơn giản chỉ là nó bị mộng du rồi đi lòng vòng thì em cũng chẳng tha thiết viết lên đây làm gì. Chuyện đáng sợ xảy ra khi nó bị mộng du như vậy gần một tuần. Thì có hôm, thằng Lâm đang gác, lúc đó chắc tầm hơn 1 giờ sáng, nó đang ngồi đốt thuốc hát vớ vẩn thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Nó quay lại, thấy một bóng đen cứ bước 3 bước rồi dừng một tí, xong lại bước 3 bước, cứ lặp đi lặp lại như vậy, đang tiến về phía nó. Nó mới chửi: "Thằng điên là động kinh rảnh quá vậy." Nó mới mở đèn pin lên và soi mặt thì thấy đó là thằng Thản. Thằng Lâm giật mình, la hét ầm ĩ. Anh em lúc đó dậy hết, chạy ra xem có gì. Lúc đó có 2-3 thằng thôi, lũ còn lại thì không thèm ra, nằm trong giường chửi. 2-3 đứa chạy ra thì trong đó có em. Vì sau ca thằng Lâm là đến em gác, mỗi ca gác tầm 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút. Ai hết ca thì vào phòng mọi người ca sau ra gác, cứ như vậy cho đến 5 rưỡi sáng. Có một cuốn sổ gác, ai gác xong thì ký tên điền vào. Lúc này thì bọn em cũng sợ vai đái luôn các bác ạ. Vì thằng Thản nó ôm chăn gối mộng du, nhưng thay vì mắt nó nhắm thì mắt nó lại mở trợn trừng, toàn lòng trắng. Em thề, để có một chút lòng đen nào luôn, mà mồm nó thì còn ngoác ra cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.